UNESCO đã liệt kê IAS là di sản thế giới vào năm 2017, mô tả thành phố này là bằng chứng sống cho việc sử dụng thông minh các nguồn tài nguyên sẵn có, hạn chế trong sa mạc để sinh tồn. Tháp đón gió là một trong những tuyệt tác kỹ thuật mà cư dân đã phát triển ở thành phố cổ kính miền Trung Yunnan này. Những tòa tháp cao trông như ống khói mọc lên từ những ngôi nhà bằng gạch nung hàng thế kỷ ở thành phố sa mạc IAS, mang đến làn gió dễ chịu cho cư dân của một trong những thành phố nóng nhất trên trái đất. Tháp đón gió, được gọi là Bazaar trong tiếng Ba Tư, không chỉ là một trong những tuyệt tác kỹ thuật mà còn là máy điều hòa không khí không tốn năng lượng, chúng rẻ và không có carbon. Công trình lâu đời nhất trong số 700 công trình đón gió của thành phố, có niên đại từ thế kỷ 14, nhưng đặc điểm kiến trúc được cho là có từ 2.500 năm trước khi đế chế Ba Tư cai trị phần lớn Trung Đông. Majid Olumi, người đứng đầu khu vườn Daulatabad, nơi có tháp đón gió cao 33m, một trong những tháp cao nhất thế giới, đã mô tả phương pháp làm mát này là hoàn toàn sạch vì nó không sử dụng điện, cũng như các vật liệu gây ô nhiễm. Kiến trúc khí hậu sinh học mang lại sự thoải mái về nhiệt cho người dân IAS, đã thu hút sự quan tâm ở những nơi khác trên một hành tinh đang nóng lên mỗi ngày. Kiến trúc sư Roland Dihagen Kamaraji ở Paris, người đã nghiên cứu các công trình đón gió của Iran, cho biết Bazaar chứng minh rằng sự đơn giản có thể là một thuộc tính thiết yếu cho sự bền vững. Điều này đi ngược lại quan niệm sai lầm phổ biến rằng các giải pháp bền vững cần phải phức tạp hoặc công nghệ cao. Tại một cộng đồng đô thị bền vững có tên là thành phố Mazda ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các tòa nhà đã được thiết kế để tận dụng hệ thống thông gió tự nhiên để làm mát, giống như những chiếc Bazaar, ông nói. Tuy nhiên, truyền thống kiến trúc độc đáo của IAS phần lớn đã bị bỏ rơi tại nơi sinh của chúng. Olui nói, thật không may, di sản tổ tiên của chúng ta đã bị lãng quên, đặc biệt là kể từ khi máy điều hòa không khí xuất hiện. Khu phố cổ của IAS là một mê cung của những con đường hẹp và những con hẻm có mái che. Các tòa nhà hàng trăm năm tuổi, làm bằng đất sét, gạch bùn và không nung, đều cung cấp vật liệu cách nhiệt, chống lại cái nóng như thiêu như đốt. Nhưng những ngôi nhà cổ kính lại tương phản hoàn toàn với những tòa nhà xi măng hiện đại và những con đường nhiều làn xe. Ông nói thêm, ngày nay, kiến trúc nhà ở bắt chước kiến trúc ở các nước khác và việc xây dựng bằng xi măng không phù hợp với khí hậu của IAS. Kamaraji cho biết, kiến trúc khí hậu sinh học đã suy yếu do những hạn chế về kinh tế và các phương pháp xây dựng hiện đại, phần lớn ủng hộ việc sử dụng các vật liệu, sử dụng nhiều năng lượng và nhiên liệu hóa thạch. Một đặc điểm kiến trúc bền vững khác của IAS là hệ thống cống dẫn nước ngầm được gọi là Kanat, vận chuyển nước từ các giếng ngầm, tầng ngậm nước hoặc núi. Jorge Montezer, một chuyên gia về hệ thống nước cho biết, những cống ngầm này có công dụng tuyệt vời. Chúng tạo thành nguồn cung cấp nước và có thể làm mát nhà ở, cũng như bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ lý tưởng. Iran ước tính có khoảng 33.000 Kanat đang hoạt động ngày nay, giảm đáng kể so với 50.000 được sử dụng vào giữa thế kỷ 20. UNESCO cho biết sự suy giảm Kanat một phần là do nguồn nước ngầm cạn kiệt do tiêu thụ quá mức. Chính quyền Iran trong những năm gần đây đã tìm cách khôi phục Kanat của rớt được coi là lâu đời nhất có niên đại khoảng 3.000 năm trước. Mạng lưới nước trải dài hơn 70 km khắp IAS và chạy ở độ sâu khoảng 30 mét là lời nhắc nhở cho cư dân IAS về những thách thức phía trước. Montezer nói, ngày mà nhiên liệu hóa thạch cạn kiệt, chúng ta sẽ phải quay lại với những phương pháp này. Cái nắng như thiêu đốt của sa mạc đã buộc cư dân sa mạc phải xây dựng những bức tường cao, đường phố hẹp, tháp gió cao, hay còn gọi là bẫy gió, hồ chứa nước và những căn phòng hình vòm, những đặc điểm nổi bật của các thị trấn sa mạc ở Iran. Tháp đón gió là đặc điểm nổi bật của các thành phố ở tỉnh IAS. Chúng được coi là đường hô hấp của thành phố. Hầu hết các tháp này thuộc về những ngôi nhà dân cư cũ và đền thờ Hồi giáo. Tháp đón gió hướng dòng không khí tự nhiên đến các phần khác nhau của tòa nhà. Kích thước và đồ trang trí của tháp đón gió có thể nói lên nhiều điều về sự khác biệt và địa vị xã hội của chủ sở hữu. Ở những thành phố có gió thích hợp thổi từ một hướng cố định, tháp đón gió được mở ở một hướng và đóng ở ba hướng còn lại. Tháp đón gió là một ống, có đầu dưới ở dưới lòng đất và đầu trên đặt trên một độ cao cụ thể trên mái nhà. Đầu vào phía trên có nhiều lỗ nhỏ, phần dưới của ống kết thúc trong một hồ chứa có nước, được cung cấp bởi Kanat hoặc hệ thống dẫn nước ngầm. Viên hồ chứa nước ngầm là một nơi được thiết kế để người dân nghỉ ngơi hoặc bảo quản thực phẩm của họ vào mùa hè. Tháp đón gió hoạt động với sự thay đổi nhiệt độ không khí, dẫn đến chênh lệch trọng lượng không khí bên trong và bên ngoài tháp. Khi điều này xảy ra, không khí bị hút vào ống dẫn. Lưu thông không khí ở các điểm khác nhau của tòa nhà có thể được điều chỉnh bằng cách mở hoặc đóng các cửa sập khác nhau ở dưới cùng của tháp gió. Tường hấp thụ rất nhiều nhiệt vào ban ngày, không khí nhẹ, ấm bên trong tháp gió bay lên và được thổi lên các độ cao phía trên. Nhờ đó, luôn có luồng không khí mát mẻ từ cửa sổ và cửa đi vào nhà và lưu thông suốt đêm. Nếu trời có gió, không khí lưu thông theo hướng ngược lại,
tức là bẫy gió hút gió mát vào nhà. Vào ban ngày, không khí trong tháp gió hoạt động trái ngược với ống khói, phần trên của tháp gió đã được làm mát từ đêm hôm trước. Khi tiếp xúc với bức tường của tháp gió, không khí ấm sẽ nguội đi xuống, cuối cùng lưu thông khắp nhà và thoát ra khỏi cửa ra vào và cửa sổ. Luồng không khí ban ngày đẩy nhanh quá trình thông gió. Đối với mỗi cửa sập hướng gió, một cửa sập khác được đặt theo hướng ngược lại. Trong khi một số tháp gió chỉ thay đổi nhiệt độ không khí, thì một số tháp khác cũng thay đổi độ ẩm. Hồ chứa nước đặt ở đáy tháp gió, nơi mát nhất trong tòa nhà, thường được đặt dưới lòng đất. Nó tỏa hơi ẩm mát vào tháp gió. Một phần gió thổi trực tiếp vào hồ chứa nước. Nó làm mát hồ chứa và bảo vệ hồ khỏi tình trạng trì trệ và ô nhiễm. Sau đó, làn gió mát được chuyển đi khắp nơi. Ở một số vùng sa mạc, nơi gió thổi ở nhiều độ cao khác nhau, chúng ta có thể thấy các tháp khí có hai lỗ thoát ở hai độ cao khác nhau. Tháp đón gió có thể giúp giảm nhiệt bên trong nhà 8 đến 12 độ C. Kể cả khi hoàn toàn không có gió, tháp đón gió vẫn hoạt động như một ống khói năng lượng mặt trời, không khí nóng bốc lên tháp, không khí mát hơn bị hút vào tòa nhà từ phía bên kia. Tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.